Xin chào các bạn, trong video này Phương sẽ hướng dẫn các bạn cách cài phần mềm điều khiển máy tính từ xa TeamViewer và UltraView. Phần mềm điều khiển máy tính từ xa giúp cho các bạn có thể nhờ người khác vào máy của mình hướng dẫn hoặc là cài đặt phần mềm gì đó từ xa mà không cần phải đến nơi. Trước khi cài thì các bạn nên kiểm tra xem máy mình đã có UltraView hoặc TeamView hay chưa. Thì cách kiểm tra thì nó sẽ có hai cách như sau. Cái thứ nhất là các bạn nhìn trên màn hình này, xem thử có những cái biểu tượng nào nó có chữ là TeamViewer hoặc là UltraView như thế này không. Các bạn chỉ cần một trong hai cái thôi. Nếu mà trên màn hình không thấy thì các bạn có thể kích vào nút Start này, nút màu vuông này, hoặc là nó nằm trên giữa, cái nút màu vuông thì có thể nó nằm trên giữa nha. Các bạn kích vào đây và các bạn nhập từ khóa vào, ví dụ như TeamView đó. Thì khi mà các bạn nhập từ khóa nó có như này này thì các bạn cũng có thể kích vào đó. Hoặc là ví dụ như không có TeamView thì các bạn thử là UltraView, thử như này đó. Nếu mà có thì các bạn chỉ cần mở lên và các bạn copy cái ID với cái pass này gửi cho người khác có thể truy cập vào máy của bạn. Hoặc là UltraView, TeamView này cũng vậy, các bạn cứ đúp lên, mở lên thì nó sẽ ra cửa sổ như này. Các bạn copy cái ID, copy cái ID với cái pass này gửi đó. Còn nếu trong trường hợp mà chưa có thì sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài một trong hai phần mềm. Và trong video này mình sẽ hướng dẫn cài hai phần mềm luôn. Các bạn muốn cài phần mềm nào thì các bạn cài nha. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng chúng ta chỉ cần một trong hai phần mềm thôi. Trước tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cài UltraView trước. Đầu tiên các bạn phải mở trình duyệt web lên, có thể Google Chrome hay là Firefox gì đó, cái nào mà vào Google được á thì các bạn mở lên nha. Sau đó mình sẽ vào chữ google.com này, google.com đó. Sau đó các bạn sẽ nhập cái từ khóa là UltraView này, UltraView, bấm enter thì các bạn thấy nó sẽ hiện cái trang chủ của nó là ultraview.net, như thế này mới đúng. Các bạn kích vào rồi nó sẽ có cái mục download đầu tiên này, màu vàng này, kích vào đây luôn, không phải suy nghĩ nhiều, kích vào thì nó sẽ tải vào ở đây, hoặc là nó có hiện hộp thoại để các bạn lưu cái file. Thì các bạn lưu file ở đâu thì các bạn phải nhớ để vào để mở lên, thì ở đây nó lưu ở đây rồi, mình kích vào đây mình cài đặt luôn. Sau đó các bạn bấm run rồi cứ bấm yes nha. Sau đó mình bấm tiếp tục thôi, cái này là tiếng Việt mà, bấm cài đặt. Rồi các bạn đợi một tí thì nó sẽ cài đặt xong. Cái này nó rất là dễ, chỉ một vài bước là chúng ta đã cài đặt xong cái UltraView này rồi. Quan trọng là mình cái bước tải á. Rồi sau khi mà cài xong thì các bạn bấm hoàn tất thì cái cửa sổ UltraView nó sẽ hiện ra đây. Và các bạn đợi cho cái ID nó xuất hiện với cái mật khẩu đây, thì các bạn copy hai số này và gửi cho cái người điều khiển là được đó. Thì đó là xong cái phần cài UltraView. Thì các bạn không sai nữa, các bạn có thể tắt cái này, bấm đồng ý, và muốn mở lại thì thông thường ở ngoài màn hình nó sẽ có cái biểu tượng UltraView này, các bạn mở lên và các bạn sử dụng tiếp mà không cần phải cài đặt lại. Sau này cần chỉ cần kích đúp và chuột vào đây thôi thì nó sẽ hiện lại cho mình. Thì phần mềm này sử dụng miễn phí vĩnh viễn ha các bạn. Rồi sau đây Phương sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cài phần mềm TeamView nha. Các bạn thích UltraView thì cài, thích TeamView thì cài. Mình sẽ hướng dẫn hai cái luôn. Thì cài TeamView nó cũng như thế, các bạn cũng vào Google, mở trình duyệt web lên, vào Google, và bây giờ mình không gõ chữ UltraView nữa mà mình gõ là TeamView, TeamViewer, bấm enter. Và ngay tại cái chỗ mà vào trang web nào thì các bạn phải để ý nha, vào chính xác nha. Các bạn kéo xuống và vào cái trang mà nó sẽ có cái chữ là tvr.com này, có nghĩa là vào trang chính chủ của nó. Rồi kích vào đây. Rồi sau đó nó sẽ có nút tải miễn phí hay là nút tải về. Các bạn tìm chữ là tải về là được, kích chữ nào cũng được hết. Đó, ở đây mình sẽ tải vào phiên bản 64 bit hoặc là 32 bit. Các bạn cứ tải một bản bất kỳ đi, thông thường là đa số là 64 bit. Nếu về tải mà cài không được thì tải lại bản 32 bit cho nó dễ. Đó. Giờ mình tải bản 64 bit ha. Các bạn chờ một xíu nó không tải về ở đây. Sau khi tải xong thì mình kích để mình cài thôi, rất đơn giản. Rồi cái này nó tải xong rồi, các bạn kích vào đây để mình mở lên để mình cài đặt, bấm vào run để cài đặt. Rồi cái mục này thì các bạn không chọn gì hết,
để cái đầu tiên, cái check đầu tiên, sau đó bấm set and next. Rồi bấm yes thì mặc định TeamView nó sẽ cài cho mình rất là nhanh. Nó tự động hết mà, nó chỉ có một vài bước thôi. Sau khi cài xong thì nó sẽ tự động nó mở lên cái cửa sổ TeamViewer, và nhiệm vụ của mình á là mình copy cái ID với pass này gửi cho người điều khiển. Không dùng nữa thì các bạn tắt cái cửa sổ này đi. Và nếu muốn dùng nữa thì trên màn hình nó cũng sẽ xuất hiện một cái biểu tượng của chương trình TeamViewer, các bạn có thể kích lên để tiếp tục sử dụng. Và một câu hỏi đặt ra là khi mà các bạn gửi ID với pass cho người khác truy cập vào máy mình thì có nguy hiểm gì hay không? Thì câu trả lời là không, bởi vì thứ nhất khi mà họ điều khiển máy mình thì mình kiểm soát được những cái thao tác của họ. Cái thứ hai nữa thì nếu mà các bạn không muốn cho người khác điều khiển thì các bạn có thể tắt cái TeamView này đi, có nghĩa là tắt cái chương trình TeamView hoặc là UltraView đi. Và cái mật khẩu này mỗi lần mở lên thì cái mật khẩu nó lại khác, và nếu bạn không cung cấp mật khẩu cho họ thì họ cũng không có vào được máy của bạn. Cho nên là các bạn hoàn toàn yên tâm, phần mềm này là dùng cả thế giới, cho nên là vấn đề bảo mật thì các bạn yên tâm ha. Rồi như vậy thì mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách để tải và cài UltraView và TeamView. Các bạn có thể lựa chọn một trong hai phần mềm để giúp cho cái việc điều khiển máy tính từ xa được thuận lợi hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.